hai, ba. Bao nhiêu đêm trôi qua kể từ lúc em đi, và trong anh vẫn chưa thể hiểu điều gì, và đã khiến em quay lưng dù anh đưa tay giữ lại. Anh chỉ biết là trong nỗi nhớ thế thôi. Ok, tốt đó. Chẳng có lẽ anh không là người bên thương yêu, vì khi yêu anh luôn cố chấp mọi điều, chỉ biết có em cho riêng mình thôi. Anh yêu mù quáng, gieo cho ta ngàn lần những đớn đau. Ok, thì đầu tiên vào học á, lúc nào cũng vậy, là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái giọng của mình. Thì riêng góc độ thì anh sẽ tư vấn cho em, vấn cho em ở góc độ là giọng mình như thế nào, và giọng mình có cái gì hay, có cái gì chưa hay, và mình phải bổ sung thêm cái gì. Bổ sung thêm cái gì rồi để cho nó hoàn thiện hơn. Khi mình hát á, thường thường giống như đi xa, xong rồi bắt đầu nó tới nơi xong rồi chưa có luyện giọng gì hết thì bắt đầu giọng nó sẽ bị đuối, yếu hơi, là do cái thói quen sử dụng hơi của mình nó chưa có chủ động. Là mình chưa biết về cách sử dụng hơi, thấy không? Thì cái hơi thở của mình á, cái giọng của em á, đầu tiên là cái hơi thở của em nó bị mỏng. Mỏng là sao, biết không? Mỏng nó yếu, nghe nó có thể gọi là nghe nó yếu. Mà mình nói nó, mình dùng từ yếu á thì cũng đúng, nhưng mà mình hình tượng một chút xíu để một tí nữa mình vô tập cho nó dễ. Nó mỏng là khi em thoát ra một cái lượng hơi á, nó gì nè, nó dẹp lép gì nè, nó dẹp ra. Còn trong ca hát á thì cái hơi nó phải tròn, nó thành một cục hơi. Đó, nó thành một cục hơi, cái hơi nó tròn. Còn cái hơi của mình nó mỏng vậy. Thì đầu tiên là khi mình hơi, sử dụng hơi, mình phải phát ra một cái cục hơi tròn quay. Thì lúc đó cái âm thanh của mình nó đầy, nó phản xạ tự nhiên luôn. Nó làm cho cái giọng mình nó nói ra, nó tròn vành, nó rõ chữ, nó hơi âm thanh, rồi khoảng vang, nó tự nhiên hay hơn bình thường. Vậy thì phát ra một cái âm thanh nó phát ra một cái hơi nó tròn như hình tròn. Ok ha, trước mắt là trên tinh thần này nha. Hôm nãy cái hơi của mình hát đại mà, mình đâu có để ý là cái hơi của mình nó dẹp hay là nó tròn đâu. Một chút xíu nữa quay lại mình hát, mình tập ha. Rồi, đầu tiên đó là cái hơi lúc nào nó cũng phải tròn. Thì ok, còn giọng của em là giọng bản năng giống bình thường như mọi người luôn. Là khi mình nói như sao thì mình hát y chang vậy. Đó, thì khi mà giọng của mình á, nó có, khi mà chúng ta hát á, đi vào học thanh nhạc á, thì chúng ta phải hiểu về các vị trí âm thanh nha. Nhưng mà nói nôm na vị trí âm thanh đâu, nó nôm na nó xa vời quá, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các khoảng vang trong cơ thể. Cái mà em coi trên mạng em thấy cái gì mà mid voice rồi chest voice rồi head voice, cái đó thật sự ra mấy cái đó nó là một loại kỹ thuật, mà kỹ thuật đó được hơi thở nó tác động vào các khoảng vang trong cơ thể, là những cái vòng tròn đây, là các loại khoảng vang, nó phát ra thành âm thanh, nó tạo ra thành âm thanh, thì nó được đặt cái tên là như vậy. Ví dụ như những cái khoảng vang trên óc, trên đầu thì nó gọi là head voice đó, vậy đó. Và cái khoảng vang em thấy ở ngực, khoảng vang ở ngực gọi là chest voice.
vang ở cổ gọi là cổ voi. Ông hai miệng là miệng voi, ông hai mặt là mặt voi, đúng không? Nhưng mà những cái đó nó không có, những cái đó nó không có, bởi vì những cái đó thường thường là chúng ta sẽ cơ bản là chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề đó. Nhưng mà có một cái loại kỹ thuật là miss voi, đúng không? Thì em có cũng có nghiên cứu về nó không? Thì theo em đi, mình nói thay em là em biết miss voi là gì không? Miss voi theo em, theo cái khái niệm của em và em tập miss voi như thế nào? Em thì nó kiểu như là nó sẽ có sự, nó là kết nối giữa cái giọng ngực của mình với lại cái giọng ốc. Đấy thì nó là gọi là nó kết nối nằm ở giữa vậy. Thì nó sẽ bao gồm được cả tính chất của hai cái loại giọng đó luôn. Đấy, nó là theo em hiểu đơn giản ngọt như là dễ. Đúng rồi, thì nó là một phần đó. Kỹ thuật miss voice á là một kỹ thuật giọng hòa trộn. Hòa trộn cái gì? Hòa trộn chết voi với âm hát voi. À đúng rồi, nó hòa trộn các loại âm thanh lại với nhau. Nôm na người ta thể hiểu nó là kỹ thuật cộng hưởng âm thanh. Cộng hưởng giống như đơn giản bạn chỉ sử dụng giọng ốc thôi thì bạn chỉ hát nó nói trên đây nè, nó không hay. Giọng ngực thôi thì nó mầm ở dưới, đúng không? Để mà âm thanh nó phát ra nó cân bằng, nó ba lăng, giống như cái tên gọi mà mấy bạn hay trên mạng hay gọi đó, thì gọi là cân bằng. Để cân bằng thì người ta sử dụng giọng hòa trộn, trộn làm sao để nó cân bằng. Còn cân bằng như thế nào thì nó lại có cái nhiều cái kỹ thuật mid voice, nhiều lắm các kỹ thuật mid voice với nhau, thì sử dụng nó trong từng cái tình huống khác nhau, chứ không phải là có một kỹ thuật áp dụng từ đầu tới cuối. Từ bài này qua bài nọ bài kia không có nha. Nhạc ba lát bắt chước theo, xử lý theo Bùi Anh Tuấn. Tại vì Bùi Anh Tuấn xử lý dòng nhạc ballad rất hay, rất tình cảm, xử lý falsetto rất nhiều trong bài hát luôn. Mid voice Bùi Anh Tuấn xử lý không nhiều đâu. Có khi hát live đó, khi hát live thì xử lý nhiều để cho nó to, nó rõ, nhưng mà bị phản tác dụng là nó sẽ hát mid voice nhiều. Bạn phải cần một cái thể lực, đúng không? Trời ơi trời, 5 bài 10 bài đã xỉu luôn. Ha, à, ok. Thì bây giờ cái giọng của Đạt ha, là chỗ này là có nè, nhưng rất là mỏng nè. Chỗ này thì yếu nè, chưa có kiểm soát được nè. À, vang ở miệng là bị mỏng nè. Phần này nè, phải cải thiện phần vang ở cổ luôn. Là giọng cổ thường xuyên khi hát lên cao hoặc hát xuống thấp có tình huống bóp cổ lại. Lên cao không được, lên cao bị phô, lên cao bị đuối. Là tại sao? Hơi thở á, nó chạy lên đây nè. Cái em gồng khi lên cao mà một cái phản xạ thôi, lên cao quá phải với với bắt đầu gồng người lại, bắt đầu bóp cổ lại, hơi nó đâu có lên được nữa đâu. Nó tiệt lại ngay đây thì làm sao có vang miệng vang mặt mà hát, thì làm sao mà có mít vô giọng hốc luôn. Nó tiệt lại ngay đây tiêu rồi, thì phải kiểm soát được cái phần vang ở cổ, lúc nào cũng phải để cho giọng cổ của mình nó vang ra, không bị tiệt lại. Thì nó là kỹ thuật này. Các bạn bị hát bóp cổ đó thì sử dụng cái kỹ thuật này là xử lý được. Còn giọng ngực thì bản năng ai cũng có. Tìm hiểu thêm để cho giọng này nó dày lên. Yeah. Dày lên để khi mình lên cao, mình hát càng lên cao hoặc càng xuống thấp không bị mất nó. Yeah. Không bị lạc trôi cái giọng vang ngực. Còn giọng bụng với giọng ốc là hai kỹ thuật rất là cao. Nếu mà em phát triển hết tối đa giọng ốc và tối đa giọng bụng thì cái quãng giọng của nó thì kinh khủng khiếp. Nó có thể lên tới 5-6 quãng 8. Nó một quãng giọng bình thường, mà giọng con người mà 5-6 quãng 8 là cái gì rồi chứ không phải con người nữa. Nên mình chỉ cần khoảng 3 quãng 8 thôi là phát triển giọng 1, 2, 3, 4. 4 cái này thôi. Tầm khoảng 3 quãng 8 thôi. 3 quãng 8 là em biết mà, đúng không? Bino mà họ nói chuyện nó thấy thừa quá. Thì em chỉ cần phát triển cái này. Cái này em biết sơ sơ, áp dụng được một chút cũng được. Nhưng mà 4 yếu tố này là quan trọng nhất, là vang mặt, vang miệng, vang cổ, vang ngực. 4 yếu tố này phát triển được, em có thể đạt được 3 quãng 8 trở lên. Tùy vào chất giọng nữa, nhưng mà tối thiểu cũng phải được 3 quãng 8 giọng xuống cực kỳ thấp. Ví dụ như anh tenor mà anh phát triển á, nếu mà anh áp dụng được á, thì cái này anh có thể xuống được tới mi hoặc là rề ở dưới luôn. À, đồ thì hơi thấp quá, tenor thì khó xuống thấp lắm. À, lên cao thì anh có thể phát triển lên, có thể lên tới pha 5. Đó thì cái quãng giọng của nó gần 3 quãng 8. Hơn 3 quãng 8. Đúng không?
từ 2 lên 5. Yeah. À. Còn thí dụ như đối với giọng tenor của anh mà muốn mà lên tới son, la, si là bắt buộc phải phát triển giọng ốc cực kỳ. Tại vì nó lên một cái độ cao mới, giọng vang ốc, vang ốc. Ha. Rồi. Còn đó là những cái khoảng vang này nó tương thích với cái độ cao của giọng hát. Ví dụ như giọng ốc là rất là cao. À, giọng cao vừa. À, giọng mắt là cao vừa, còn miệng là vừa, đúng không? Cổ với miệng là phần trung. Ngực là bắt đầu nó vừa trung thấp rồi nè. Còn bụng là xuống là cực thấp luôn. Cực thấp là có thể xuống ở dưới luôn. À, xuống là giọng hình như là đang ở vậy đó. Giọng đang ở. À, ok. Rồi, bây giờ nô ha. Nô. Đưa âm thanh là chữ ô, chữ ô tròn vo trong miệng nè. Nè, bây giờ chữ này là chữ ô đi. Đó. Đúng không? Chữ ô nằm trong miệng của mình đó. Rồi. Nô. Đừng gồng, sử dụng hơi của mình và hát chữ ô. Nô. Rồi ok, em có thể đứng lên cho thoải mái ha. Đúng không? Rồi. Hát mà ngồi ngồi cảm giác nó hơi mệt đúng không? Dạ. Rồi, ok. Rồi 2 3 đô. Đúng rồi, hơi nô mình tác động lên trên cái vòm miệng của mình càng nhiều hơi và càng tròn càng đầy nó chắc. Nô. Nó không có rớt chữ ha. Mà đừng có gồng nha, hơi thôi nha. Sử dụng hơi chứ không phải là sử dụng sức người mà gồng á. Sử dụng hơi, ok, thoải mái là đừng khóa người em. Ok, hai. Bỏ tay túi quần cũng được nữa cho nó gồng. Nhìn nó đẹp trai chút xíu. Ok, hai, ba. Ngậm cái gì trong đó nữa. Ồ, ngậm cục hơi đó chứ nhậm gì. Yeah. Tập cái này nó sẽ tăng cái nó sẽ giúp em tăng cái hơi thở, cái lực thở và giúp cho em giữ cái hơi thở của mình luôn luôn chắc chắn trên cái vị trí cân bằng. Ok nha, luôn chắc chắn. Đồ hai vô. Đồ. Chính xác, đúng rồi đó. Ok, vui vẻ lên giữ. Đồ. Càng lên cao, chữ ô này nó sẽ đi lên phía trước hay đi ra phía sau hay là đi lên phía trên hay xuống dưới. Chữ ô này đi đâu, đúng không? Khi vị trí âm thanh thay đổi thì cái khoảng vang nó cũng sẽ thay đổi. Chứ không, nó không thể nào mà nó đứng một chỗ mà âm thanh thì càng cao được, đúng không? À, rồi nó đi đâu? Nó đi lên phía trước hay là lên phía sau hay là lên phía trên hay là lên phía dưới. À, khoảng vang thay đổi như thế nào? Lên trên đi. Lên trên đúng không? Lên trên dưới cái cục xương này sao nó lên được nữa. Đúng không? Ở đây nó có cục xương hàm trên nè. À. Nhảy lên trên dưới cục xương dội lại à. À, 99% các bạn không biết hát kiểu này phô, hát lên cao cũng được. À, rồi ra phía sau trước, sau trên là loại nè đó. Giờ phía xuống phía dưới là thôi cũng chắc cũng loại ha. Càng lên phía cao. Phía sau đi, phía sau. À, phía sau. Phía sau là đúng rồi đó, nhưng mà tại sao không đưa ra phía trước? Tại sao không đưa ra phía trước? Đưa ra phía trước nó sẽ bị kiểu như thoát ra. Kiểu như nó thoát ra ngoài luôn. À, mất hơi, đúng rồi, chính xác. Thông của mình. Dân có học khác hàng. À, chính xác, em đẩy cục hơi để ra ngoài, mất tiêu cục hơi sao? Cục hơi nó phải đẩy vô trong để nó làm gì? Nó theo cái đường khí quyển của mình, khí quản của mình đó, nó chạy lên trên đây, nó lên vị trí của văn mặt trước, từ từ.
từ từ lên hót. Chưa. Ừ, bình tĩnh ha. Rồi, nó lên vị trí của mặt để nó nhấc cái vị trí âm thanh từ miệng nó nhấc lên trên này, cao hơn. Dạ. Tại vì mình đang hát lên cao mà, đúng không? Em có cảm nhận được mình hát lên cao. Ha. Vậy thì cái cục này bắt đầu nó đưa ra phía phía sau. Rồi. Tới tới đây đúng không? Ý, mất rồi. Rồi, hồi nãy là tới cái nốt mà cái nốt rê mi á là bắt đầu có vị trí là người phải vướng, phải với. Rê mi là với. À, khi mà cái nốt đó mà nó với nô nốt đó với là đúng rồi đó. Thường thường các bạn bởi đây rất là nhiều. Rê mi fa kể cả tenor luôn. Nếu mà không biết, không có kỹ thuật mà hát thẳng lên gì nè, thường sẽ bể, nó dội ngược âm thanh nha. Yeah, ok. Rồi lại đưa vô giữ cục hơi nè. No no nó chạy vô nè. Cho nó vô từ từ nha, đừng có vô vô một cách là vô từ từ thôi. Ok. Hai, đừng có khóa người vô. Hai, vô. No. Đúng không? Em thấy chỗ này nó có cái khe hở không? À, thấy có cái khe hở nè. Cái khe này nè, giữa cái hàm trên và hàm dưới. Thì cái chỗ này là hơi nó sẽ đi lên. Cái chỗ này là cái chỗ mà các bạn, các thầy cô thường hay nói là cái chỗ chuyển giọng. Cái chỗ bể. Bởi vì sao nó rất là mỏng. Đang tự nhiên rất là bự đây, tự nhiên nó chuyển vào cái khe chút xíu nó chạy lên. Nó phải nhẹ lại. Nó phải nhẹ, đúng rồi. Đẩy mạnh lên nó sẽ bay lên trên chứ nó không đi qua đây đâu. Đúng rồi, đẩy mạnh lên là nó dội hàm xương, nó dội ngược xuống, nó không có lên được chỗ đầu lên. Trừ khi nào ở đây nó lủng lỗ. Đúng không? Nó đi ra. Dạ. Thì phải cực kỳ nhẹ và khéo nữa. Không phải quá nhẹ, vừa đủ sức. Và khéo. Ok nha. Mình hiểu được nó đi. Rồi tự chính bản thân mình sẽ điều khiển cái hơi cột hơi của mình. Em đang sử dụng điều khiển cột hơi đó. No. Ok, 2, 3. No. Chính xác, cứ thế mà đưa lên. No. Đúng rồi, ra phía sau đúng không? Đẩy lên. No. Rồi nó sẽ, khi mà em đẩy cái hơi ra đây nè, nó sẽ có một cái phản xạ rất tự nhiên là khi mà nó, cái hơi nó có cái chỗ để thoát á, thì nó sẽ tự nó len lỏi, nó thoát lên. Đúng không? Nó sẽ tự len lỏi, nó đi lên đây. Rất tự nhiên ha. 2, 3, vô. No. Thoải mái thôi, đừng có gồng. Đã thảo là hát nhẹ. No. Nè, chữ hờ hờ. Chỗ này là cái chỗ mà em phải khéo quá nè. Mới nói nè, vừa phải hát nhẹ vừa phải hát khéo. Vẫn là chữ ô đó mà cho chữ ô nó nhỏ lại chút xíu thì nó mới lòn qua được cái lỗ này. Chứ cái ô bự chà bá này lòn không được ha. Chật kẹt. Ok, 2, 3. Đẩy ra phía sau. 2, 3. No. Chữ hồ đi. Hồ, hồ. Hồ, 2, 3. Ô tròn nhỏ, từ từ bình tĩnh. 2, 3. Cho nó lên cao chứ. Và chừng full nốt. 2, 3. Cứ giữ nguyên, đứng im đừng lắc lư hơi. Đẩy cái hơi ra phía sau. Tại giờ em quen là em đẩy lên luôn á. Thử. Mà đẩy nhẹ thì nó là hơi nó không nó kiểu như nó bị yếu á. Thử bây giờ đẩy mạnh thử coi nó có sức không mà. 2, 3. No. Âm hô luôn này. Nào cũng được. Hô đi. 2, 3. Đúng rồi đó, chính xác rồi. Nhưng đó mà kiểu đó là như đẩy lên, không phải đẩy lên sau này. Đó, đó là cảm giác. Đó là cảm giác thôi. Đó. Nhưng mà cố gắng là mình phải tập cái thói quen mình đưa hơi ra phía sau hoặc thật là dày. Được không? Tập một cái thói quen đó nha. Thứ nhất, hơi tuyệt đối là không đưa ra ngoài ha, là xong. Đẩy lên trên thì dưới cái hàm trên rồi, sao mà lên được. Thì chỉ có một con đường duy nhất nó đi đường này thôi. Đó, nên khi đôi khi là cái cảm giác của mình nó chưa có, nó chưa có
làm chủ được thì mình thấy nó đi lên, chứ thực chất là nó thật ra nó đi lòn đấy, nó đi lòn qua đây mà mình không biết đấy. Ok nha, 2, 3 cái hàm của mình luôn giữ chữ ô cho nó tròn, chứ đừng mất chữ ô nha, khẩu hình miệng đó. Được rồi, tốt rồi đó, thử đó. Ok, mình chưa có đi tới cái bài vang mặt. Ok, mình chưa có đi tới cái bài vang mặt mà đâu cần phải hát nốt cao để làm gì ha. Đúng rồi đó, chứ không có gì sai hết nha. Rồi, khi mình hát em thấy không, giữ cái hơi tròn. Rồi, ok. Rồi, chúng ta mở câu. Vẫn như vậy nha. Mình cái này là mình, bài này là mình chỉ làm quen cái vang miệng thôi chứ. Phát luôn luôn hơi thở, luôn luôn trọng. Mình chưa có cần phải đi qua đây. Qua đây là bài khác. Mỗi ngày mình tập chút, tập nhiều quá tẩu quả nhập ma. Đúng không? Yeah. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ luyện một cái mẫu ha. Mi mê ma. Mi ha. Mi 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 mi. Hơi dài một chút xíu nhưng bài này tập hơi á. Luôn giữ nó tròn chữ. Ok. Mi 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 chữ y nhưng mà nó có chữ ơ. Mi mi. Đúng không? Hơi giữ trong vòng miệng. Mi. Có cảm giác không? Hơi nó tròn quay nè, nhưng mà phát ra âm mi. Thử đi. Mi 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 mi. Luôn 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 đầy nha, đừng để. Mi 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 mi. Đây là cách hát giúp em hát tròn chữ hơn, hơi thở tròn hơn, âm thanh tròn hơn, cái miệng tròn hơn. Ok, vô. Mi 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 mi. Thấy tốn hơi không? Đây, bài tập này giúp mình tăng cái hơi thở luôn á, tăng cái sức mạnh của hơi thở. Vô. Mi 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 mi. Tốt á, đúng rồi, âm thanh đẹp á. Mi 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 mi. À, mấy cái nốt cuối mi mi mi, cố gắng giữ nha, coi chừng nó tuột, nó bị lép. Ăn là ăn, hộp là hộp, phải tròn đều chứ đừng hộp lép. Ok, chỉ có sụt riêng ăn sụt là hộp lép mới ngon thôi. Ok, hai vô. Mi 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 mi. Đó, nhớ cảm giác đó nha, từ từ sẽ quen. Mi 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 mi. Chữ ma rớt đúng không? Mơ mơ. Lấy hơi chưa? Đúng rồi, lấy hơi chưa đúng. Thứ nhất em hát em đừng có lắc lư nhiều quá. Đúng, lắc lư một chút xíu nữa hát đi. Còn khi mà mình luyện thanh á, mình đứng im để mình cảm nhận cái hơi của mình nó lên. Và khi em lắc lư kiểu này là cái hơi nó cũng lắc lư theo. Ok, đứng im, đứng im. Đứng im đừng có khóa người, chỉ là đứng thoải mái, bỏ tay túi quần cũng được. Cảm nhận cái hơi đó đi. Mi 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 ma ma me 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 ma 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 ma. Cảm nhận cái hơi nó làm việc, đứng im ha. Ok. Còn khi hát thì bắt buộc em phải lắc lư. Feel the beat mà. Mi 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 ha yo. Mi 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 me 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 ma 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 ma. Ok, tiếp. Mi mi rồi, mở ra, mở miệng ra. Mi
mở miệng ra, không có mở miệng ra, lấy hơi thật là nhiều vô. 2, 3. Mi 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 ma me 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 ma 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 ma. Đó, tốt, giọng dày rồi đó. Mi quên lấy hơi. 2, 2 lấy hơi thật nhiều vô. 2, 3. Mi 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 me 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 ma 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 ma. Rồi, sẵn tiện đưa hơi ra phía sau tròn luôn. Mi 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 me 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 ma 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 ma. Thử luôn. Mi 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 me 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 ma 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 ma. Đó, những cái bài tập này nó rất đơn giản ha. Rồi đi em có thể về em tự để em đàn em luyện luyện mỗi ngày, tự động cái lực nó cũng hơn đó. Giống như em tập gym vậy đó, em phải tập mỗi ngày thì thể lực mình nó mới lên. Bài tập thể lực sẵn tiện mà tập luôn tròn âm, gọi là tập thế. Đúng không? Tập thế á. Rồi, ok, đó. Xong rồi cái này mình sẽ áp dụng vào trong bài. Mình đi từng bước thôi. Mình chưa có đi cái bài này, mình đi cái bài trước. Bài cân bằng. Cái gì chứ tìm được cái điểm cân bằng là nó quan trọng nhất. Sau đó các điểm này mình tìm sau, có những cái công thức tập rất nhanh, một buổi một bắt bài liền ngay lập tức. Mỗi cái này là chỉ cần một buổi là mệt nó có cảm giác à. Nhưng mà để nhuần nhuyễn nó thì một tháng. Để nhuần nhuyễn được á là phải về nhà tập cả tháng trời đó. Để khi mà mình phát âm ra một bài hát, một câu chữ thì mình cực kỳ linh hoạt, thì cái đó là cái quá trình trau dồi giống như piano thôi, đúng không? Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.